Lắc tay là sáng đèn nha cả nhà. Đây, một em đồng hồ Casio World Cup nha cả nhà, Germany bản 2006, phun bóc luôn đó. Size 42, chưa nấm, dây dài luôn nha cả nhà. Chạy hai máy nha, vừa hai kim và mặt điện tử nha cả nhà, đó, rất là độc. Còn lại là mạ vàng nha, mặt hai lồng đây, đèn tự động luôn, nguyên rin luôn nha, chuông rất là to luôn. Dây dài đây, logo FIFA đằng sau là có chữ World Cup nha cả nhà, FIFA World Cup bản Đức năm 2006. Mấy con này là bản giới hạn nha cả nhà, đầy đủ chức năng luôn, lịch vạn niên, giờ thế giới nè đó, giờ thế giới có đếm ngược nè, đếm ngược để tập thể thao, bấm giờ thể thao, rồi có năm báo thức và báo tiếng luôn nha cả nhà. Có giờ quang nữa, chỉnh kim, đầy đủ chức năng nha. Mình thích hiện thứ hoặc ngày tháng đều được luôn nha cả nhà. Đó, bao đọc luôn, mặt trước có hình cái quốc cái cúp, cúp bóng đá, rồi mời cả nhà nha.